Jupiter lại về mọi người. Đấy thì mình cũng vừa mới về được một chiếc Jupiter phiên bản MX mọi người nhá. Đấy phiên bản này là của 2015 này. Mình cũng vừa mới về luôn, xe đẹp mọi người nhá. Nói chung thì từ 2015 tới giờ mà để được một con Revel mà nó đẹp này thì cũng khá là hiếm này. Đấy nhưng mà cửa hàng mình may mắn được về được một chiếc Jupiter đẹp này nhá. Đấy thì về tổng quát về con xe này thì mọi người nhìn thì không cần phải chê với điểm gì luôn. Được đăng ký về biển số 68 Kiên Giang C1 20300. Đấy biển số khá là ok nhá. Về những cái sổ mà theo năm tháng thời gian thì những cái chỗ này thì không thể nào mà chơi, không thể nào mà đỡ được mọi người nhá. Đấy MX này, Jupiter MX nhá. Đấy chi tiết lốp này. Đấy lốp thì nói chung thì đang còn khá là đẹp mọi người nhá. Chỗ đem Jupiter này. Đấy rất là liền luôn, lạc luôn. Cái này thì đi cho mình là cái liền 5 cây. Đấy cái liền này thì đôi ba chỗ có một chỗ không như ý nguyện của mọi người được thì nó cũng tạm tạm được phần nào đó khi mà một con xe giá rẻ rồi nhá. Về màu sắc và màu sơn của nó thì được phối cái màu xanh đen khá là tuyệt vời luôn. Đấy, máy móc thì trơn tru này. Đèn led hai đấy, cái này đèn bóng đèn halogen 3 khoang nhá. Chạy cực kỳ phê luôn này. Đấy form dáng thì cực kỳ đã luôn này. Mình nhả vô phần chi tiết test máy rồi nhá. Máy móc thì hoạt động trơn tru luôn. Đấy. Nờ hết rồi nhá. Máy móc cực kỳ êm luôn này. Đổ gan ti cực kỳ êm luôn, hầu như là không nghe thấy gì mà nhá. Đấy. Xe rất chờ đã luôn. Bô nổ cực kỳ lấy máy tê tái luôn người, bóng đèn halogen thần thánh rồi nhá. Xe thì đang còn đẹp hơn khoảng là 95%. Đấy, đèn thì bật tắt thoải mái được rồi nhá. Đấy, thích thì bật, thích thì tắt cũng được. Xi nhan thì đều hoạt động chân chu hết rồi nhá. Đấy, coi đèn đều không thể nào mà thiếu được bọn em Jupiter được. Đó, đầy đủ hết rồi nhá. Mọi người nào mà quan tâm về cái mẫu Jupiter này á, để lại cho mình một cái comment đi nhá. Cửa hàng có bán xe trả góp và có hỗ trợ người ship xe xa 63 tỉnh thành luôn. Mọi người nào ở gần cửa hàng mình xin được phép mời tất cả người đến xem xe cho nó trực tiếp nhá. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem video ạ.